Thế em gọi anh tầng 3 xuống đây chỉ để lấy cho em cái lọ tăm nhá. Cái gì vậy em? Anh đi mà đi. Thì anh ở đây có làm cái gì đâu. Anh ở đây chờ tôi ăn cơm xong rồi gọi. Mẹ em ơi, mỗi lần em ngồi ăn cơm uống rượu tận mấy tiếng lận ấy, anh phải ngồi chầu trực đến bao giờ? Nhà còn bao nhiêu việc? Quá bao việc. Mồm anh dẻo lắm cơ. Cái hồi mới yêu tôi ấy, anh nói cái gì? Lâu rồi anh nhớ được. Mới được có chục năm mà lâu cái gì? Hồi xưa mới yêu anh bảo cái gì nhỉ? Anh cũng ở cùng em từng giây, từng phút, từng chút, từng năm. Thế à, bây giờ bảo là ngồi cạnh tôi, chờ tôi mấy tiếng đồng hồ để ăn cơm xong mà anh cảm thấy khó chịu thế à? Hồi đó xì gái lớn mồm. Em nói cái gì? Không có gì. Ngồi đấy, chờ tôi ăn cơm xong rồi. Làm gì đấy? Thì anh ngồi ăn cơm với em. Thì từ sáng giờ anh làm lụng, anh đã ăn gì đâu, anh đói mà. Lão! Em sao vậy? Cái nhà này chưa mất nắp nhá. Ở đâu ra cái thói mà vợ ngồi ăn cơm mà chồng đòi ngồi cùng mâm ấy hả? Anh ngồi kia đấy, chờ tôi ăn xong anh được ạ. Cái gì? Sống phải có tôn